và các bạn đứng lên làm lễ chào cờ. Nghiêm chào cờ, chào. Cô đề nghị các em chúng ta khẩn trương ổn định vị trí nào. Thưa thầy cô giáo, thưa toàn thể các em, tuần qua trong tuần giáo viên trực đó là cô Lỗi chủ nhiệm, cô Lụa chủ nhiệm lớp 8G và cô Bích Ngọc chủ nhiệm lớp 7E. Tuy nhiên trong tuần này chúng ta có một cái việc đó là làm lễ trưởng thành đội và đồng thời là lớp 6D thực hiện được tuyên truyền. Do vậy mà cái phần nhận xét của các thầy cô giáo trực thì xin phép là các thầy cô đã thống kê trong sổ trực rồi. Để đảm bảo cho cái giờ chào cờ đúng thời gian thì cô xin làm việc luôn. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh, đội viên thân mến, thực hiện theo điều lệ nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh về việc công nhận đội viên đã hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên sau 7 năm tham gia hoạt động đội, được sự nhất trí chỉ đạo của chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, hôm nay ngày 20 tháng 3 năm 2023, liên đội trường trung học cơ sở Tản Lĩnh long trọng tổ chức lễ trưởng thành đội cho học sinh khối 9 năm học 2022-2023. Tham dự buổi lễ trưởng thành hôm nay, xin trân trọng giới thiệu có cô giáo Đỗ Thị Sinh Nhân, bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo Lê Ngọc Sơn, phó hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể các thầy cô giáo là giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô giáo trong toàn trường và toàn thể các em học sinh trong trường, đề nghị chúng ta nghiêm liệt chào mừng. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, liên đội trường trung học cơ sở Tản Lĩnh ở khối 9 gồm có 6 chi đội, đó là lớp 9A, 9B, 9C, 9D. Tất cả các học sinh đã thực hiện xong chương trình rèn luyện đội viên trong 7 năm. Và sau đây tôi xin đọc quyết định công nhận đội viên trưởng thành. Và xin trân trọng giới thiệu đến dự lễ trưởng thành của chúng ta hôm nay có cô giáo Nguyễn Thị Kim Loan, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, liên đội trường trung học cơ sở Tản Lĩnh, quyết định về việc công nhận trưởng thành đội năm học 2022-2023. Căn cứ điều lệ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, căn cứ chương trình kế hoạch công tác đội năm học 2023-2022-2023 và căn
cứ điều kiện thực hiện thực tế của liên đội trường trung học cơ sở Giản Lĩnh, quyết định điều 1 công nhận trưởng thành đội cho 209 em đội viên khối 9. Cô đề nghị khối lớp 6, chỗ thẳng cô đây là 6D, 6E đây, cuối hàng 6D. Điều 2, các đội viên trưởng thành đội vẫn tham gia sinh hoạt trong các giờ hoạt động tập trung của liên đội cùng với chi đội của mình và chịu sự quản lý của liên chi đội, đồng thời được giới thiệu với chi đoàn để tiếp tục được theo dõi và bồi dưỡng để sớm được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo quy định hiện hành. Điều 3, liên đội, các chi đội có đội viên trưởng thành đội và các đội viên trưởng thành đội khối 9 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ngày 20 tháng 3 năm 2023, thay mặt ban phụ trách đội, tổng phụ trách đã ký. Thế như vậy cô vừa đọc xong cái quyết định của lễ trưởng thành đội của khối 9. Thế và sau đây là lễ tháo khăn, xin mời tất cả các em khối 9 chúng ta đứng dậy. Các bạn lớp trưởng sẽ đứng lên phía trên và quay mặt xuống dưới. Và xin mời em Trịnh Ngọc Khánh Chi, lớp 8A là liên đội trưởng, và em Huỳnh Lan Anh, lớp 7C liên đội phó, đại diện cho hai bạn trong liên đội lên để nhận khăn của các anh khối 9, anh chị khối 9. Khối 9 chú ý nghiêm, nhìn trước thẳng. Các em trong khối 9 chú ý nghiêm tháo khăn. Tất cả các bạn tháo khăn, sau đó từ bạn đầu tiên đến bạn cuối cùng, chúng ta cầm khăn phía bên tay trái của mình đã tháo. Và để khăn thẳng về phía trước cho cô như thế này. Khoảng cách chúng ta đứng giãn cách như thế là chưa được đâu nhá. Chưa được một cánh tay cho nên... Tất cả giơ khăn đỏ về phía trước. Đứng lùi lên một tí, lùi lại đây, lùi lại đây. Em là Phương đứng lùi lên. Phương đứng lùi. Bạn này thẳng tay ra, thẳng tay. Ý này, chúng ta sẽ cầm lại như thế này cho cô. Tất cả các bạn sẽ cầm như thế này, giơ ra phía trước. Tay phải đâu? Đây, cầm cách 1/3 cái khăn cho cô. Tay phải, mỗi bạn một cái khăn của mình thôi. Được chưa, giơ sang tay phải. Thẳng. Các bạn thầy Đức chụp lúc cho cô mấy kiểu ảnh ạ. Được chưa? Bây giờ cô đề nghị như thế này, lần lượt từ bạn phía cuối hàng chuyển dần lên cho cô tất cả những khăn đỏ cho bạn lớp trưởng thu lại, và đồng thời trao lại khăn đỏ cho các em khối dưới. Từ dưới lần lượt chuyển khăn lên thôi, không di chuyển gì cả, đưa lên cho bạn lên phía trước, dần lần lượt đưa lên. Bạn phía trên sẽ nhận gần khăn và chuyển lên cho cô, chuyển lên cho lớp trưởng. Nào phần trước lên, sân khấu cho hai em đại diện. Các bạn để giải cái khăn đỏ ra như cô đã làm mẫu ấy. Khăn đỏ.
bạn nam hàng đầu ngay đây ngồi cho cô, ngồi mặc quàng khăn đỏ như thế này à? Rồi, cô đề nghị các em khối 9 chúng ta ngồi xuống. Các em lớp 9, lớp trưởng dự nán lại trên sân khấu để chúng ta chụp ảnh lại cái phần trao khăn cho các em khối dưới. Bỏ khẩu trang ra giúp cô nào, bạn lớp trưởng lớp nào kia? Phúc đứng sang, à, Phương đứng sang bên này. Một bạn thôi, cân đối. Ok. Rồi, xin cảm ơn các em. Thế như vậy chúng ta thấy là sau ngày hôm nay thì các anh chị lớp 9 đã trưởng thành và không phải là đội viên nữa. Và xin thay mặt cho các học sinh khối 9 mời em Hoàng Thanh Phương lớp 9A đại diện cho các học sinh được làm lễ trưởng thành hôm nay sẽ lên phát biểu ý kiến trong cái buổi lễ trưởng thành này. Lời đầu tiên cho phép em được gửi đến quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Thanh Phương, học sinh lớp 9A. Hôm nay em rất vui và vinh dự khi được thay mặt cho toàn thể các bạn bộ viên khối 9 của trường Trung học cơ sở Tản Lĩnh xin phép được nói lên những suy nghĩ của mình trong lễ trưởng thành đội ngày hôm nay. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn học sinh thân mến, nhạc sĩ Phong Nhã đã mở đầu bài hát Đội ta lớn lên cùng đất nước bằng những ca từ rất vui tươi và tràn đầy lòng tự hào. Đất nước quân là yêu dấu đang rực bóng cờ, khắp nơi tưng bừng liên hoan mừng non nước ta. Đội ta đi chống rung vang rừng đất trời, gió tung khăn quàng phấp phới như nơi ngàn hoa. Đúng vậy, được mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm, máu cờ đất nước và màu máu của các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, vì nền độc lập tự do của nước nhà, chính là niềm hãnh diện, hạnh phúc nhất của mỗi người học sinh. Ngay từ ngưỡng mài đầu tiên, khi chúng em, những cô, cậu học sinh lớp 3 được khoác trên vai chiếc khăn quàng đỏ, chúng em thấy mình như lớn hơn, tự nhận thức được trách nhiệm mình đang mang mà cố gắng học tập, phấn đấu không ngừng nghỉ. 3 năm qua, chúng em đã lớn lên cùng với chiếc khăn quàng, với sự đùm bọc, nâng đỡ của đội. Các thầy cô giáo có quyết tâm nỗ lực cố gắng để góp một phần nhỏ bé của mình vào bầu trời đỏ rực của đất nước Việt Nam. Ngày hôm nay là một ngày thật đặc biệt đối với mấy học sinh lớp 9 chúng em, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người. Được vậy, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của chính bản thân, sự động viên quan tâm từ phía gia đình, thì còn có sự dìu dắt rất lớn của đội, của các thầy cô giáo. Dưới sự dìu dắt của đội và thầy cô, chúng em đã được tham gia rất nhiều các hoạt động hấp dẫn và bổ ích, vừa gắn bó thêm tình cảm bạn bè, vừa hoàn thiện thêm phẩm chất của bản thân, cách ứng xử giữa người với người. Chúng em sẽ luôn ghi nhớ những bài học quý giá ấy, trân trọng tình yêu thương, sự chỉ bảo tận tình của đội, của thầy cô đã dành cho chúng em trong suốt những năm học vừa qua. Chúng em sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện để trở thành những thanh niên ưu tú, những chủ nhân tương lai của đất nước, dùng tất cả tài năng và lòng nhiệt huyết của mình để cống hiến,